Máy xay giò chả đến từ thương hiệu New Sun là thiết bị được sử dụng phổ biến và cực kỳ ưa chuộng trong các cơ sở kinh doanh giò chả. Máy trang bị động cơ dây đồng mới, công suất cao, hoạt động mạnh mẽ. Phần cối xay kết hợp hai lớp inox ở giữa có khoang chứa đá làm lạnh giò nhanh chóng. Bộ dao ba cánh sắc bén, bền bỉ, độ nghiêng chuẩn 8 độ. Xin chào cả nhà, đầu tư máy xay giò chả 3kg là một điều vô cùng cần thiết cho các đơn vị kinh doanh giò chả. Bởi các bạn chỉ cần mất từ 2 cho tới 3 phút là chúng ta đã xong một mẻ giò chả 3kg rồi, vừa nhuyễn mịn vừa đảm bảo chất lượng. Đặc biệt là thiết bị còn có thể xay được đa năng nhiều loại nguyên liệu khác nhau. Cụ thể như thế nào chúng ta hãy cùng xem tới cuối clip ngày hôm nay nhé. Máy xay giò chả 3kg trên mẻ đến từ thương hiệu New Sun sở hữu nhiều ưu điểm nổi trội so với các dòng sản phẩm trên thị trường. Phần động cơ được làm 100% từ dây đồng mới, công suất lên tới 3kW, hoạt động nhanh khỏe, ổn định và không xảy ra hiện tượng y máy và có thể đáp ứng được mức năng suất 2-3kg mỗi mẻ cho các bạn. Và các bạn có thể thấy là toàn bộ phần động cơ thì được bao bọc bởi hộp inox bên ngoài, vừa tăng tính thẩm mỹ, đặc biệt lại có thể bảo vệ phần động cơ bên trong. Toàn bộ phần cối xay này tiếp xúc trực tiếp với thực phẩm, do đó được làm từ chất liệu inox cao cấp 304, chịu nhiệt tốt, chống han rỉ và vô cùng bền bỉ. Phần khung thân máy của chúng ta thì được làm từ chất liệu inox 201. Chất liệu này có độ cứng cáp cao và đặc biệt là được thiết kế khung chữ A, giảm thiểu tiếng ồn cũng như là chắc chắn bền vững trong quá trình mà máy hoạt động. Chất lượng giò được xay cực kỳ nhanh chóng với máy xay giò 3kg của New Sun, bởi bao quanh phần cối xay giữa hai lớp inox 304 dày dặn là khoang chứa đá để làm mát cối xay, đảm bảo giò không bị chín và luôn tươi ngon. Thịt được xay nhuyễn đều mẻ cũng là nhờ bộ dao máy được thiết kế vô cùng thông minh. Không chỉ được đúc bằng thép đặc nguyên khối có độ sắc bén cao, lưỡi dao còn được đặt nghiêng 8 độ nhằm tăng khả năng cuộn đảo thịt. Với thiết kế lưỡi dao lắc nghiêng sẽ cuộn được phần thịt này và tạo thành vòng xoáy, giúp thịt được xay nhuyễn đều cả mẻ. Nếu bạn có xay ít hay xay nhiều thịt thì giò sống thu được cũng sánh mịn, đạt chuẩn chất lượng. Một lưỡi dao máy xay giò chả 3kg có 3 cánh thiết kế lưỡi dao dạng rút với trục quàm trên trục quay để thuận tiện cho việc vệ sinh thay vì một bộ lưỡi dao hàn nguyên khối. Bên hông máy có thiết kế một chốt lật để nghiêng cối tới 90 độ, tăng khả năng cuộn đảo giò khi xay và hỗ trợ công đoạn lấy thành phẩm dễ dàng hơn. Phần tiếp theo thì chúng ta hãy cùng xem cách vận hành của thiết bị này như thế nào nhé. Bước 1. Lắp đặt máy, nối tiếp đất cho máy với dây điện ngay dưới chân máy. Chuẩn bị đường điện có sẵn áp tô mát từ 20A trở lên. Dây dẫn là dây điện lõi đồng có tiết diện tối thiểu 2,5mm. Bước 2. Cho đá vào khoang chứa đá của máy. Bước 3. Cho thịt đã thái miếng vừa phải vào máy, nêm gia vị theo công thức của bạn. Bước 4. Đậy nắp cối xay và gạt cầu dao cho máy xay. Trong quá trình xay thì bạn dùng cần nghiêng qua nghiêng lại để thịt được đảo đều và cuộn dễ hơn. Hiện nay thì dòng máy xay giò chả New Sun đang cung cấp đầy đủ dung tích từ nhỏ tới lớn để đáp ứng mọi quy mô sản xuất của bạn từ 0,5kg tới 50kg mỗi mẻ. Ngoài ra bạn có thể đặt hàng kích thước lớn hơn tùy theo nhu cầu. Vừa rồi thì chúng ta đã được theo dõi review chi tiết về thiết bị máy xay giò chả 3kg đến từ thương hiệu New Sun. Nếu như mà chúng ta yêu thích sản phẩm này rồi thì các bạn đừng quên chúng ta sẽ nhận được rất nhiều những ưu đãi hấp dẫn tại điện máy New Sun khi đặt mua sản phẩm. Ưu đãi giảm giá lên tới 30%, tặng phiếu mua hàng trị giá lên tới 500.000 đồng, bảo hành máy trong vòng 12 tháng, bảo trì sửa chữa trọn đời sản phẩm, hỗ trợ kỹ thuật 24/7. Đổi trả miễn phí nếu phát hiện lỗi từ nhà sản xuất trong 3 ngày đầu tiên, hoàn toàn miễn phí. Miễn phí vận chuyển 10km tại các chi nhánh, cửa hàng, điện máy New Sun trên toàn quốc và hỗ trợ tìm nhà xe đối với các đơn hàng về tuyến tỉnh. Để được nhận báo giá và tư vấn miễn phí về sản phẩm thì các bạn hãy để lại ngay số điện thoại của mình phía bên dưới video này hoặc là liên hệ tới số máy hotline của điện máy New Sun 0766 555 155 hoặc 0777 555 155. Ngoài ra thì chúng ta có thể truy cập vào website dienmayneusun.com hoặc dienmaythucpham.com để tìm hiểu thêm về các sản phẩm khác. Cảm ơn mọi người đã theo dõi clip ngày hôm nay và chúng ta đừng quên để lại một like, một subscribe và nhấn chuông thông báo để là người đầu tiên được theo dõi những video mới nhất tại điện máy New Sun. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.